Toàn tỉnh hiện có 51 ca mắc COVID-19 đang điều trị. Trong số này có 40 ca nguy cơ thấp, 1 ca nguy cơ trung bình, nhưng có đến 9 ca nguy cơ cao và 1 ca nguy cơ rất cao, chiếm gần 20% số ca bệnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, từ 12 giờ ngày 8 đến 12 giờ ngày 9 tháng 12, các địa phương trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó thành phố Bến Tre 2 ca, huyện Thạnh Phú 2 ca, huyện Dòng Trơm 1 ca, huyện Mỏ Cày Nam 1 ca. Cộng dồn đến thời điểm này, tổng số ca dương tính là 98.989 ca, số F0 kết thúc điều trị 98.440 ca, số tử vong 501 ca.